Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Nam Anh. Mình là học sinh lớp 12. Mình mới vừa chuyển tới từ tháng 2 này. Và mình được transfer từ Calgary, thành phố Calgary ở tỉnh Alberta. Và mình đáp cánh tại Toronto vào lúc 3 giờ chiều. Mình dành 20 phút để chờ hành lý. Và 5 phút sau mình ra khỏi cổng, bước vừa ra khỏi cổng thôi, mình đã thấy một cái bạn của trường. Đó là bạn UIS, đó là với một cô giáo Philippines. Cô hướng dẫn mình làm sao để lên chiếc xe để về nhà homestay của mình. Và khi về, người chở mình đi rất tận tình, xách hành lý của mình tận lên nơi mình ở. Đó là một chuyến đi khá là đáng ngờ. Ngày đầu tiên mình đến trường thì mình rất bất ngờ, mình bị lạc một chút. Nhưng mà hôm sau mình đến trễ, nhưng mà nói thật với các bạn, mình bước vô mình đã rất là bỡ ngỡ, bởi vì ở đây toàn là người châu Á và mình thấy một sự ấm áp giống như gia đình của mình vậy, không giống ở Calgary. Rất nhiều bạn đến từ những nơi khác nhau như da trắng, đen, Philippines cũng là Asian, nhưng mà mình không thân lắm. Nhưng mà khi đến trường này mình thấy rất là an toàn và giống như một gia đình vậy. Bạn bè với mình ở đây rất là thân thiện, họ đối xử với mình giống như là người nhà vậy. Không hẳn là người nhà nhưng mà các bạn biết đó, kiểu như bạn thân. Thì những người Việt ở đây rất là thân thiện và tốt, đối xử mình rất tốt. Mình không ý xấu gì, nhưng mà ở đây thật là tuyệt. Đối với thầy cô lớp học đây, các bạn yên tâm, mình đang ở main campus ở Edmonton thì có thể cơ sở này hơi nhỏ một chút, nhưng mà mình thấy ở đây càng nhỏ thì mình sẽ thấy học một với một với thầy cô rất là dễ, mình tiếp thu được rất nhiều kiến thức kể từ mình ngày mình học từ ở đây. Và bạn bè thầy cô giúp đỡ mình rất nhiều trong việc học tập. Thầy cô, các bạn đừng lo, giao tiếp không phải là một vấn đề khó khăn. Bất kỳ ngôn ngữ bạn đang nói nào thì thầy cô cũng sẽ giúp bạn nói tiếng Anh tốt hơn. Kể cả bạn dù không biết một chữ tiếng Anh thì nó cũng là một cái cách cho bạn giao tiếp tốt hơn. Kể cả khi bạn là người Chinese, Filipino, Vietnamese, whatever.